Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư xin chào các quý vị Phật tử. Hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2020. Sư sẽ giảng cho quý vị Phật tử nghe về một cái bài kinh thuộc cái kinh Trường Bộ Nikaya. Cái kinh ấy tên là kinh Tệ Tú. Cái bài kinh này nội dung là nói về việc cái cuộc đối thoại giữa một cái vị vua có tên là Tệ Tú với một cái vị tỳ kheo bậc A-la-hán, có trí thông tuệ phân tích rất là chi tiết về cái việc mà một cái ông vua có tên Tệ Tú, ông có tà kiến, ông không có tin nhân quả đời này và đời sau. Bây giờ bằng các sự lý luận của ông vua mà đưa ra thì ngài Kumarakassapa đã bẻ gãy tất cả những cái lý luận này bằng các sự ví dụ của mình. Để chứng minh rằng là thuyết nhân quả của đạo Phật là có thật chứ không phải như là những cái thuyết của ngoại đạo nói rằng là không nhân không duyên rồi không đời này không đời sau, để mang cái tà kiến như vậy là rất là nguy hiểm. Bây giờ sư sẽ đi vào phần kinh, sư sẽ đọc cho quý vị Phật tử nghe nhé. Sư đọc quý vị Phật tử nghe, sư vừa đọc rồi sư sẽ vừa phân tích cho quý vị Phật tử nghe bài kinh Trường Bộ, kinh tên kinh Tệ Tú. Ở bài kinh số 23, kinh Tệ Tú Pajasi. Như vậy tôi nghe một thời tôn giả Kumara Kassapa, Kumara Kajip, thì cái bài kinh này nó có tương đương với cái bài kinh Trường A Hàm bên kinh điển A Hàm của bên Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại thừa. Và sư biết rằng là phần lớn các quý vị Phật tử bên Phật giáo Đại thừa không biết bài kinh này, dù bên hệ phái Phật giáo Bắc Tông có bài kinh này. Thì mong rằng hôm nay là quý vị Phật tử nghe cho quý vị Phật tử nghe là biết là Phật giáo có những bài kinh thế nào nhé. Một thời tôn giả Kumarakassapa đang du hành trong nước Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đi đến một đô thị của Kosala tên là Tư Ba Lê. Rồi tôn giả Kumarakassapa trú về phía bắc thành này trong rừng Simpasa. Nếu bây giờ vua Tệ Tú cư trú tại Tesava, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ ao nước lúa gạo phì nhiêu, một vương địa Yopa, vua Yopasenadi cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp của vua. Sư dừng lại đến đây, sư nói cho quý vị Phật tử biết thì cái phần này thì không nhắc đến Đức Phật. Thưa quý vị Phật tử, cái phần này không thấy nhắc đến Đức Phật. Chúng ta thường nghe cái câu là tôi nghe như vậy một thuở nọ Đức Phật ở tại cái xứ nào đó. Nhưng mà trong này lại không hề nói đến Đức Phật, không hề nói đến Đức Phật đang ở đâu. Như vậy thì cái bài kinh này được ra đời là sau khi Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn. Sư cho rằng là như vậy. Ở đây là đang du hành tại nước Kosala mà ông vua này, ông vua Tệ Tú. Như vậy điều đó chứng tỏ là ông vua cái thời kỳ này là ông vua Tệ Tú này là nó kế cái nghiệp của ông vua Lưu Ly. Ông vua Lưu Ly là kế nghiệp của ông vua Ba Tư Nặc, ông vua Ba Tư Nặc đó. Và ông vua Lưu Ly đã giết cái vua cha của mình để cướp ngôi. Ông vua Lưu Ly đã tàn sát cái gia tộc Thích Ca, dòng họ Thích Ca ở nước Sakya, giết chết hết. Chỉ còn là những người đi theo Đức Phật thì an toàn, không có sao cả. Thì như vậy thì cái ông vua Tệ Tú này sự không biết là liệu có phải là con cháu của ông vua Pasenadi hay không. Nhưng mà suy nghĩ là khả năng là ông là con cháu của vua Pasenadi. Để ông ở đây. Như vậy chú ý là khả năng là rất có khả năng là bài kinh này sau khi Đức Phật nhập vô dư Niết Bàn. Rất có khả năng là bài kinh này ra đời trong như vậy. Bài kinh này không phải là do Đức Phật thuyết mà là do các vị thánh tăng, tên là Kassapa thuyết. Sẽ đọc tiếp. Nếu bây giờ vua Pajasi khởi lên ác kiến tà kiến như sau: không có đời sau, không có các loại hóa sinh, hành vi thiện ác không có quả báo, các bà la môn và gia chủ ở Setaja được nghe. Sa môn Kumarakassapa đệ tử của Sa môn Gotama đang du hành trong nước Gosala cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đã đi đến Setaja, trú về phía bắc thành này trong rừng Simpasa.
Tiếng đồn rất đẹp sau đây về tôn giả Kumara Kassapa được khởi lên. Tôn giả là bậc học rộng, tài cao, diệu trí, đa văn, lời nói thấu tâm, thiện xảo, biện tài, bậc trưởng lão và bậc A-la-hán như vậy. Rồi các vị bà la môn và gia chủ ở Setaja từng đoàn, từng chúng, từng nhóm đi về hướng Bắc đến tại rừng Simpasa. Đấy là chúng ta sẽ dừng lại cho đây sự phân tích. Vì thấy như vậy là đây là một bậc A-la-hán, một cái đệ tử của Đức Phật, một cái bậc thông tuệ, trí tuệ, bậc A-la-hán thông tuệ, biện tài phân tích. Thì người ta nghe những người bà la môn, những vị gia chủ ở cái nước Kosala này thì nghe đến danh của một cái vị này như vậy thì họ đi đến để họ mà có người thì đi đến cúng dường, có người đi đến hỏi pháp, có người đi đến để mà tranh luận, có người thì đến xem nghe ngóng tình hình cái cuộc đối đáp giữa này Kassapa và ông vua Tệ Tú này như thế nào. Thì ở đây là cũng có những người mà không có lòng tôn kính tăng chúng thì đến với cái lòng kiêu ngạo để mà có thể mục đích là để có thể là tranh luận hơn thua với ngài bậc A-la-hán. Thì lúc bây giờ ông vua Pajasi này đi lên lầu thượng để nghỉ trưa, và ông vua ông thấy là các bà la môn và các gia chủ đi ra khỏi thành từng đoàn từng nhóm đến về hướng Bắc đến tại khu rừng Simpasa này. Thấy vậy ông vua ông hỏi, ông cho các quan lộ trình và hỏi là tại sao lại có hiện tượng như vậy. Thì bắt đầu là cái người người thần cận thần của ông vua này, ông báo cáo là có một cái vị bậc A-la-hán như vậy. Ở đây sư cũng để ý một cái chút xíu là cái chỗ này là rừng Simpasa. Thì bây giờ thì sư mới biết cái rừng Simpasa này nó ở cái nước Kosala. Và cái tại cái khu rừng Simpasa này nó có một cái bài kinh mà sư rất ấn tượng. Mà sư ấn tượng cái bài kinh này ngay khi mà ngày sư chưa xuất gia ấy cơ. Vào năm 2014, đầu năm 2014 á. Ngày đấy sư chưa xuất gia đâu. Không biết là năm 2014 hay cuối năm 2013 đó. Sư chưa xuất gia, sư đã đọc được cái bài kinh này. Sư đọc cái bài kinh mà liên quan đến rừng Simpasa. Lúc bây giờ Đức Phật đi vào cái rừng Simpasa đấy. Đức Phật nhặt lên một nắm lá, Đức Phật hỏi cái vị tỳ kheo. Này các vị tỳ kheo, lá trong tay của Như Lai nhiều. Đức Phật hỏi lá trong tay của Như Lai nhiều hay lá trong rừng này nhiều. Thì các vị tỳ kheo trả lời bạch Thế Tôn, lá trong rừng này nhiều, còn lá trong tay của Đức Thế Tôn quá ít, chúng không bằng 1%, chúng bằng 1/1000, chúng bằng 100.000, chúng không thể đi đến so sánh. Thì Đức Phật bảo cũng vậy, này cái tỳ kheo, những gì Như Lai chưa dạy là quá nhiều, còn những gì Như Lai dạy là quá ít. Nhưng những gì Như Lai dạy là những thứ có lợi ích, là những thứ yểm ly tham, đoạn diệt, tháng 9, giác ngộ, niết bàn. Đó là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đi đến sự khổ diệt. Này các tỳ kheo hãy tinh tấn để thấy được chân lý tứ thánh đế đó. Rồi Đức Phật bảo là những điều mà Như Lai không dạy là những điều không đưa đến yểm ly, không đi đến ni tham, không đưa đến đoạn diệt, không đến thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Như Lai không nói đến những vấn đề đấy. Ở đây sẽ thấy là cũng khá là ít người chia sẻ pháp, thì mong là quý vị Phật tử có thể chia sẻ lên các nhóm Phật giáo nhé, để cho mong cho mọi người biết đến bài kinh này. Và nếu có gặp phải những người ngoại đạo á, hoặc những người là không tin nhân quả, không tin đời này, không tin đời sau, quý vị hôm nay quý vị nghe được bài kinh này, quý vị có cách để quý vị đối đáp đối với những người nếu như ai không tin. Những người trong gia đình của mình không tin nhân quả đời này đời sau, không tin kiếp nọ kiếp sau, quý vị nên nghe cái bài kinh này để đối đáp ra làm sao. Nên chúng ta nên thử hưởng cái trí tuệ của các bậc thánh A-la-hán nhé. Này, tranh thủ thì quý vị chia sẻ đi cho sư với, quý vị chia sẻ lên các nhóm Phật giáo, rồi chia sẻ lên trang cá nhân để cho mọi người biết và người xem. Chứ còn cái trang định luật cần thu của sư kia thì nó tự dưng nó bị hack rồi. Để mong là sư về Việt Nam sẽ lấy lại cái nick đó. Bây giờ sư tiếp đi vào phần kinh. Rồi ông vua này ông nghe thấy một cái vị đại đức, một cái bậc tỳ kheo như vậy, muốn cũng muốn đến thỉnh giáo xem là giáo pháp của vị này như thế nào. Vì ông vua này ông có một cái niềm tin tà kiến là không có đời này, không đời sau, không có nhân quả báo ứng, ông không tin những điều như vậy. Thì đây là một cái thuyết của cái ông Gosala Makali đấy, một cái vị giáo chủ của cái ngoại đạo mà tự cái ông ấy tự nhận là mình là bậc A-la-hán chánh đẳng giác.
Ông ta nói không có đời này, không có đời sau, không có sự hóa sinh. Bố thí nhiều như quả đất này không có phúc. Dù cho cái lóc thịt của tất cả chúng sinh, tất cả mọi người chất thành một đống thịt, cũng không vì vậy mà có khổ báo, cũng không vì vậy mà có ác báo. Vì tất cả người ngu và người trí sau khi chết đều giống nhau. Sau khi chết đều trở thành một nấm mồi giống nhau. Ông không tin, không tin có mẹ, không tin có cha, không tin đời này, không tin đời sau. Làm phúc cũng không có phước, bố thí không có phước, mà làm ác cũng không có tội. Đây là một cái kẻ ngu mà Đức Phật gọi đây là cái ông Makkhali này, sự ra đời của ông Makkhali Kosala đã đem lại tai họa cho rất nhiều người. Sự xuất hiện của cái người này, như vậy chúng ta thấy sự xuất hiện của Đức Phật và sự xuất hiện của ông Makkhali Kosala đã xuất hiện cùng lúc, đồng thời với nhau. Một người, một Đức Phật thì đem lại sự an lạc cho vô số trong chúng sinh, an lạc cho rất là nhiều chúng sinh. Còn người kia ra đời cùng Đức Phật nhưng mà đem lại một cái tà kiến cho chúng sinh, đem lại đau khổ cho chúng sinh sau khi chết. Và sự xuất hiện người nó đem lại sự điều vô phước, đem lại tai họa cho dân chúng. Cho quý chú ý nhé, đem lại tai họa cho nhiều người như vậy đó. Bây giờ sư đi phát tiếp phần kinh. Phật nói này khanh, hãy đi đến các bà la môn gia chủ và nói như sau. Vua Pajasi nói cái hiền giả hãy đợi, vua gia sĩ sẽ đến yết kiến Samon Kumara Kassapa. Vị trợ sẽ xuất. Rồi Samon, rồi bắt đầu đây là cái cuộc đối thoại giữa ông vua. Có Samon Kassapa có thể cảm hóa các bà la môn và gia chủ ngu muội và kém khả năng quan điểm có đời này có đời sau các loại hóa sanh hành vi thiện ác. Này khanh, sự thật không có đời sau, không có hành vi loại hóa sanh hành, không có các loại hóa sanh hành vi thiện ác, không có quả báo, không có quả báo. Đây, ông ta nói như vậy đó. Rồi sau đó là cái cuộc đối thoại này được lan truyền đi khắp cái kinh thành, để xem là cái cuộc đối thoại, một cái cuộc đối lập giữa hai một cái trường phái tư tưởng đối lập nhau, đối đáp lẫn nhau, xem là bên nào có thể thuyết phục được bên nào, xem là ông vua tệ tú này ông có thể thuyết phục được ngài Kassapa hay không, hay là ngài Kassapa có khả năng thuyết phục được ông vua. Chúng ta thấy đây là một cái người đứng đầu của một quốc gia và một cái bậc đại a la hán cho hàng tăng chúng sau khi Đức Phật nhập diệt. Một cái cuộc đối đáp xem là bên nào có thể thuyết phục được bên nào. Thì những người bà la môn, những người gia chủ, rồi hàng loạt các giai cấp trong xã hội Ấn Độ, họ cũng rất tò mò xem xem là ông vua ông có thay đổi hay không, là hay là bậc tỳ kheo một đệ tử của Đức Phật thay đổi tư kiến, xem bên nào thuyết phục bên nào. Ta xem nhé. Rồi vua Pajasi được các bà la môn và gia chủ ở Setaya hộ tống cùng đến rừng Simpasa, chỗ trú của tôn giả Kumara Kassapa. Sau khi đến, vua bèn nói lời thân ái chào đón chúc tụng rồi ngồi xuống một bên. Đây là cái truyền thống của các vị vua thời đó. Các vị vua là sau khi đến mà gặp các bậc tỳ kheo thì theo truyền thống là phải nói lên lời chúc tụng chào đón, hỏi thăm và ngồi xuống một bên. Thì không giống như ông vua Ba Tư Nặc, một cái vị vua đi trước. Vua Ba Tư Nặc ông đến gặp Phật hay gặp Thánh Tăng, ông đều bỏ vành khăn ra, ông bỏ khăn, ông bỏ kiếm, ông đảnh lễ Phật, ông đảnh lễ các Thánh Tăng, rất là tôn kính. Nhưng mà cái ông vua này là ông vua thừa kế cái ngai vàng đó, và ông ấy lại không có một cái hành động như vậy. Như vậy ở đây chúng ta thấy là ông vua ông ấy không có bỏ kiếm, ông không bỏ khăn ra, ông chỉ đi vào chúc tụng nơi đó thân hữu một bên. Vì hiện tại lúc này thì ông vua ông chưa có thực sự có lòng tôn kính đối với Phật pháp, thì ông mới như vậy. Rồi các bà la môn và các gia chủ thì có người đảnh lễ ngài Kassapa rồi ngồi xuống một bên. Có người thì lời nói, có người này nói lên lời thân ái chào đón chúc tụng rồi ngồi xuống một bên. Có người thì chấp tay vái chào, có người thì im lặng, có người này xưng tên họ là ngồi xuống một bên. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây là tùy cấp độ sự tôn kính. Như vậy là có những người này họ đến với những tâm tư khác nhau. Có người đến để học hỏi, có người đến vì tò mò, có người đến thì để thi theo phong trào thôi, có người đến thì để như vậy để xem như thế nào thôi. Và bây giờ mà chính thức là cái cuộc đối thoại này,
Sau khi ngồi xuống một bên, vua Pajasi thưa với tôn giả Kumara Kassapa: Tôn giả Kassapa, tôi có chỗ thuyết và ý kiến như sau. Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Rồi sau đó ngài Kassapa ngài hỏi: Này tôn chủ, tôi không thấy, không nghe quan điểm như vậy, chi kiến như vậy, sao tôn chủ lại nói không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo? Thưa tôn chủ, tôi sẽ hỏi tôn chủ một vài câu hỏi, tôn chủ hãy tùy theo đó mà trả lời. Tôn chủ nghĩ như thế nào? Mặt trời và mặt trăng này, chúng thuộc về thế giới này hay thế giới khác? Chúng thuộc chư thiên hay là loài người? À, ông vua trả lời: Tôn giả Kassapa, mặt trời và mặt trăng thuộc về thế giới khác, không phải thế giới này. Chúng thuộc chư thiên, không thuộc loài người. À, ngay từ câu hỏi đầu tiên mà ngài Kassapa đã buộc ông vua này ông phải trả lời là mặt trời mặt trăng không thuộc về loài người, mặt trời mặt trăng nó thuộc về loài trời, không thuộc về trái đất này. À, quý vị nhé, chú ý nhé, quý vị chú ý cái câu hỏi của ông vua đó, cái câu hỏi của ngài Kassapa này hỏi mặt trời và mặt trăng thuộc về thế giới này hay thuộc về thế giới khác đó. Những ai mà không tin thế giới này, không tin thế giới khác, không tin đời này, không tin đời sau đó, quý vị Phật tử, khi nếu ai không tin đó, quý vị nên hỏi chính cái câu hỏi này xem là họ trả lời như thế nào nhé. Mặt trời mặt trăng các vì sao thì tất nhiên thì đâu thuộc về loài người, nó thuộc về thế giới khác mà, nó thuộc về trời mà, đúng không? Sau đó ngài Tệ Tú nói: Này tôn chủ, sự kiện là như vậy, cần phải chấp nhận rằng có đời sau, có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không quả báo. Như ngày nay con người ta cũng phải công nhận rằng là cũng có nhiều cái thuyết nói rằng cũng có những người ngoài hành tinh, nhưng mà hiện nay các nhà khoa học đều phủ nhận các thuyết người ngoài hành tinh. Có rất là nhiều cái bộ phim nói về người ngoài hành tinh như vậy, chỉ là trên phim ảnh thôi, chỉ là trên phim ảnh thôi nói về điểm này, chứ còn cái thực tế thì như thế nào thì ít người có thể biết lắm. Thì cũng mong là quý vị, nếu ai mà gặp phải những người ngoại đạo, những người không tin ấy, quý vị cứ hỏi câu hỏi đúng như thế này, họ sẽ trả lời, suy nghĩ là họ sẽ trả lời như thế này thôi. Họ không thể nói mặt trời của loài người được, không thể nói mặt trời là mặt trăng là của loài người được. Họ không thể nói được, vì loài người, nếu nói là của loài người thì phải do con người ta tạo ra chứ, đúng không? Nhưng mà thực tế thì mặt trời mặt trăng không phải do con người ta tạo ra, nó thuộc về loài trời. Quý vị tranh thủ quý vị chia sẻ lên các nhóm Phật giáo đi, thì mong rằng cái trang của sư có thể được nhiều người biết tới. Mọi người biết tới cái chánh kiến thì sẽ phát triển được nhiều cái, sẽ giúp cho nhiều lợi ích nhé. Tranh thủ quý vị chia sẻ đi. Ngài sư nói tiếp. Rồi ông vua ông nói: Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, ở đây tôi vẫn chấp nhận không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không quả báo. Đến đây thì ông vua ông ấy cố tình, ông vẫn chấp nhận cái thuyết của ông ấy đưa ra là ông không tin đời này, không tin đời sau, không có quả báo. Chứ thực ra cái ví dụ đầu tiên này nè, ông đã hài lòng cái ví dụ của ngài Kassapa rồi. Cái đoạn dưới có nói, đoạn cuối bài kinh là có nói đó, thực ra là ông đã hài lòng rồi, ông đã bị ngài Kassapa thuyết phục ông ấy rồi. Nhưng mà bây giờ là ông ấy muốn lợi ích cho các vị gia chủ, cho các vị bà la môn đang nghe pháp cùng với ông ấy, ông muốn lợi ích cho các chúng sinh trong đời sau, cụ thể là chúng sinh trong chúng ta. Và chúng ta phải cảm ơn các ông vua Pajasi này và ngài Kassapa đã có một cái cuộc đối thoại về vì thế cái bài kinh này có ra đời. Sau đó là ngài Kassapa ngài hỏi: Này tôn chủ, sự kiện gì để chứng minh rằng không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành vi thiện ác không có báo? Ông vua trả lời: Thưa tôn giả Kassapa, vâng, có một sự kiện để chứng minh rằng không có đời sau, không có loại hóa sanh, hành vi thiện ác không quả báo. Này tôn chủ, như thế nào? Ngài Tệ Tú hỏi như vậy. Ông ấy trả lời: Thưa tôn giả Kassapa, tôi có những người bạn tri kỷ thân tộc cùng một huyết thống,
những người này sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau một thời gian bị trọng bệnh, bị đau khổ, bị chứng tật, khi tôi biết những người ấy không thể khỏi những bệnh ấy được, tôi liền đi đến họ và nói: một số sa môn bà la môn có những quan điểm như sau, có những chí kiến như sau: những ai sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận và tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào khổ giới và ác thú, đọa xứ địa ngục. Này các hiền giả, sát sinh, lấy của không cho, tà dâm, nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời ác độc, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến. Nếu những lời nói của vị sa môn bà la môn ấy chính xác, thời các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào khổ giới ác thú, đọa xứ địa ngục. Nếu các hiền giả sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào ác thú, khổ giới, đọa xứ địa ngục, thời quý vị hãy đến ta và cho ta biết. Có đời sau có các đạo hóa sinh, hành vi thiện ác có báo. Các hiền giả là các thiện hữu thiện hữu thành tâm của ta. Những gì hiền giả thấy, thời ta sẽ là như vậy. Thời sẽ là như vậy. Như chính ta đã được thấy. Các vị này